mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Biệt Tài Tí Hon mùa 2. Chúng ta vừa đến với một tài năng nhí đến từ Hàn Quốc vô cùng đáng yêu. Và phía sau vẫn còn 3 tài năng nhí nữa. Bây giờ là thí sinh thứ 3. Chỗ này sao mà u quá. Chắc là có mình lớn đây. Không có kiến đi rồi nói chuyện suốt ngày. Em có kiến rồi, nhìn đâu có mấy âm mưu. Trời đẹp thế. Trời đẹp dạy hay là mình. Lại là một cặp tài năng nhí nữa. Chắc con nhà giỏi quá. Dính cái môn gì phải kết hợp nữa. Mời cô gợi ý luôn cho rồi đi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng đến với 5 gợi ý của chương trình luôn nha. Bé Hoàng Nam, Tấn Huy, viết thư pháp, diễn xuất cổ trang, siết cổ trang, lột chặt dừa nhanh, võ thuật. Nè, viết thư pháp trật, diễn xuất cổ trang nãy diễn dở ẹt luôn. Lột dừa chặt dừa thì anh nghĩ rằng cái tuổi này 6 tuổi hơi dù khó. Có học công phu thì cũng khó mà. Dao chặt dừa nặng lắm, khó lắm. Anh nghĩ là võ thuật. Tại hai cái bạn này nhìn là con nhà võ, một bạn súng răng, nhiều khi chơi dừa quánh võ đồ nó đẩy cái ình ra đi nguyên hàng. Đó, nó đẩy cái cùi vô em. Thành thử ra anh nghĩ võ thuật là cao đó. Mặt ngầu quá trời ngầu. Sao ngầu, em thấy giống anh không? Dạ không, em thì về bên đội anh rồi. Thiệt á, anh nói gì em cũng nghe đó. Đội thường nhỏ dễ sợ. Còn đội của anh Huy thì sao? SD bước một đi. Cái bộ đồ thể thao như vậy mà kêu là võ thuật à? Hoang đường. Thật sự là võ thuật chứ gì nữa. Võ thuật hai đứa quá trời, đứa làm đủ trò hàm hồ. Cả hai đội đều đoán là tài năng của bé là võ thuật. Đúng, kêu bé ra đi. Chúng ta sẽ cùng đến với tài năng nhí. Ủa nào mẹ con quá con gặp chào Huy hôm qua mới gặp chứ đâu mà lâu quá vậy trời. Trời hôm nay là cháu lành thích hợp để luyện công. Nó nói chứ phải, nhưng Nguyễn muốn cháu bài vợ. Nhưng tiền quà dạ con hỏi sư phụ đâu. Vậy thì ta với Huy cùng đi kiếm sư phụ. Sư phụ ơi, sư phụ đâu rồi, sư phụ ơi. Em ơi, mà tiền để bước lên sư phụ là này nè. Ở đâu đưa ta xem. Chị không có tâm lý luôn. Không có tâm lý hết trời ơi. Tâm lý hai đứa nó đơn giản. Nam, Huy, vì ta còn nặng nghĩa tình với Giang Sơn Tứ Hải nên ta lên đường phiêu du mà chưa kịp lời từ biệt. Nay ta giao việc trông coi và giữ gìn võ đường lại cho hai con. Nam sẽ là sư huynh, Huy sẽ là sư đệ. Vì Huy còn chưa chắc chắn nên khi làm gì cũng phải hỏi kiến của Nam huynh. Không, Huy lớn hơn Nam mà. Sư phụ đã giao việc cho huynh, đã thấy ngay là huynh. Nó còn hay cao cường hơn Nam, Huy lên nòng đai rồi nè. Ủa chứ cái đai của Nam nó màu gì hả? Không, muốn quan nguyệt quân đệ có gàng chúng ta cùng sống phó với nhau một trận. Hay quá, khí phách lắm. Yeah.
đập đầu á. Dành trước sư huynh Việt Nam, sư phụ đã dặn chúng mình phải đoàn kết. Xả băng này. Ừ, huynh đệ chúng ta cũng nhờ sức kết nối những gì mà sư phụ đã công phu gây dựng. Hay quá. Con kêu cầm rất tuyệt vời lắm tụi con. Cảm ơn hai tụi con. Trời ơi, kinh quá. Hai con, hồi nãy hai con đập đầu vô đó, hai con có bị đau không? Dạ không. Không hả? Không đau hả? Vậy bây giờ hai con giới thiệu về bản thân mình cho mấy cô chú nghe được không? Con tên Nguyễn Lê Tấn Quy. Con tên Phạm Hoàng Nam. Con 6 tuổi. Tụi con tập võ bao nhiêu năm để làm được mấy cái này? Hơn 1 năm rồi. Hơn 1 năm rồi. Nhưng mà mấy cái lần đầu mà mình tập mà đập đầu vô miếng ngói này đó, thì về mình có bị chảy máu hay là mình có bị đau cái gì không? Dạ không. Không luôn á hả? Thích tụi con quá. Thương tụi con. Mà chú Thành không phải thương là vì thấy tụi con tội nghiệp gì hết, mà thương là vì tại sao tụi con thay vì mấy bạn nhỏ khác thích mấy cái môn nhẹ nhàng mà tụi con lại thích cái môn này, thấy không? Nó cực khổ hơn ta một tí, nhưng mai mốt mình được cái mình có võ, đúng không? Sức khỏe. Sức khỏe. Dạ. Bây giờ là đến phần chiêu mộ thí sinh về đội của mình. Hai thiếu hiệp, hãy nhìn đây, ta không cần nói nhiều, ta chỉ làm hành động thôi. Anh bể sạc. Đó chỉ là vài đường quyền. Nếu các con muốn học thêm thái cực. Hồi nãy con có nhào lộn đúng không? Bây giờ chú xin nhào lộn cho con coi. Để coi mình đã làm được gì anh. Không sao. Micro thì chỉ 27 đồng một cái thôi. 27 triệu một cái thôi, có thể dễ đền mà. Các sư đệ có đồng ý theo ta đi về hay không hả? Dạ không. Nếu đồng ý thì ta sẽ đặt cái cục gạch này. Còn nếu không đồng ý thì SD sẽ đập. Cực đầu rồi, đồng ý rồi. Hả? Mới cực đầu luôn rồi. Chưa mà. Để hai sư đệ của mình suy nghĩ đi. Tụi con hãy thoải mái. Tụi con muốn về với đội của ai? Hai anh em thảo luận với nhau nè, xong rồi đưa ra đáp án cuối cùng nha. Rồi hai anh em. Nó nhỏ. Đừng cho cô nghe. Đừng cho cô nghe. Các bé đã đưa ra đáp án của mình. Ban bình luận bình tĩnh nha. 1, 2, 3. Con về lại chú Ngô Kiến Quy. Nãy giờ rõ ràng là như vậy. Cảm ơn hai huynh đệ. Nhưng mà quan trọng là hồi nãy anh Huy nói là hai bé về với đội của anh thì anh sẽ chặt gạch đó. Được rồi. Bây giờ nhìn anh Huy làm này, khúc này mới hả dạ rồi. Đập đầu vô gạch. Gỡ gạt cái được không? Chứ gia đình người ta làm được mà chẳng lẽ anh không làm được hả anh Thành? Hả anh Thành? À, thiết nghĩ thời lượng chương trình không cho phép, chúng ta hãy tiếp tục bình chọn đi nào. Chưa vừa đâu có dậy rồi. Chúng ta phải nén nỗi đau vào bên trong. Đau quá. Mạnh mẽ lên nha. Các cô chú hãy bình chọn cho con. Các cô chú hãy bình chọn cho con. Các cô chú hãy bình chọn cho con. Rồi làm một động tác võ thuật đi nha. 2, 3. Rồi. Cảm ơn hai con rất là nhiều. Và bây giờ là mời hai con xuống với thầy của mình nha.